Miệt thứ check in ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy. Hôm nay 21 tháng 8 năm 2021. Và những hình ảnh các bạn đang xem là hoàng hôn buông xuống thành phố Rạch Giá trong những ngày trước giãn cách, những ngày bình yên không dịch bệnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục quên đi hiện tại để tâm hồn thanh thản một chút, cùng ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn ở phần cuối video này. Và như thường lệ, sau đây là phần cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang. Theo Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h30 phút ngày 20 tháng 8 đến 18h ngày 21 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận Việt Nam có 11.321 ca Covid-19 mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước. Riêng tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận 43 ca mắc mới trong ngày hôm nay. Và theo số liệu Covid-19 cập nhật từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn tỉnh tính đến 15 giờ ngày 21 tháng 8 so với lần cập nhật trước, Rạch Giá ghi nhận 12 ca dương tính mới, trong đó 5 F0 lây nhiễm trong cộng đồng và 7 F0 là bệnh nhân và người nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tại huyện Dòng Riền ghi nhận 4 ca dương tính mới trong khu cách ly. Tại huyện Châu Thành ghi nhận 3 ca dương tính mới, trong đó 2 F0 liên quan đến khu phong tỏa xã Dụng Tượng và 1 F0 lây nhiễm trong cộng đồng. Huyện Gò Quao ghi nhận 1 ca dương tính mới trong khu cách ly. Tại huyện An Biên ghi nhận 1 ca dương tính mới trong khu cách ly. Huyện Kiên Lương ghi nhận 1 ca dương tính mới trong khu cách ly. Và thành phố Hà Tiên ghi nhận 1 ca dương tính mới là di chuyển từ nơi khác đến. Một số thông tin về dịch bệnh cần lưu ý trong ngày hôm nay. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 5 ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 4 ca F0 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại phường Vĩnh Bảo, 1 ca F0 được phát hiện qua xét nghiệm tại phòng khám Nhân Hòa. Ổ dịch khu vực chợ Bắc Sơn, phường Vĩnh Lạc đến thời điểm hiện nay đã ghi nhận 200 ca F0 tại chỗ và có yếu tố dịch tễ liên quan. Tại huyện Châu Thành ghi nhận 1 ca F0 lây nhiễm cộng đồng là một lái xe chở trái cây thường trú tại xã Thạnh Đông Bê, huyện Tân Hiệp. Đi cùng xe với lái xe F0 đã được phát hiện, thống kê trong ngày 20 tháng 8. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 1 ca F0 là lái xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, có hộ khẩu thường trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và theo kế hoạch, ngày mai, ngày 22 tháng 8 năm 2021, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá sẽ lấy mẫu đại diện hộ gia đình trên phạm vi toàn phường để xét nghiệm sàng lọc kỹ thêm một lần nữa, đồng thời cũng sẽ lấy mẫu đơn đối với các mẫu gộp đã được lấy trong ngày 18 tháng 8 năm 2021 có kết quả xét nghiệm là dương tính. Và đây là những hình ảnh đã được Miệt Thứ ghi nhận vào sáng ngày hôm nay tại huyện An Minh. Sáng ngày hôm nay, 21 tháng 8, huyện An Minh đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên toàn địa bàn huyện. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện An Minh, tính đến hết ngày 20 tháng 8, huyện An Minh đã có 9 ca dương tính ngoài cộng đồng và nhận 2 ca F0 chuyển về từ thành phố Rạch Giá đang được điều trị. Trên toàn địa bàn huyện có 138 người đang được cách ly tập trung tại 3 khu cách ly tập trung, 480 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà và 1.069 trường hợp đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng xã Thuận Hòa đã có một khu vực được Ban chỉ đạo tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế và đã được dỡ bỏ vào ngày 31 tháng 7. Về trường hợp tài xế xe tải F0 giao hàng tại Bách Hóa Xanh thứ 11 vào ngày 14 tháng 8, qua truy vết người có liên quan đến ca dương tính này, Ban chỉ đạo huyện đã ghi nhận 17 F1, 315 F2 và 435 F3. Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng sẽ còn F0, F1 trong cộng đồng do chưa truy vết triệt để, có nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới lây lan ra diện rộng khó kiểm soát. Với mục đích đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng đợt 1 trên 11 xã thị trấn trên toàn huyện vào sáng ngày hôm nay, 21 tháng 8 năm 2021. Và đội hình ra quân với 90 nhân viên y tế thành lập 60 tổ lấy mẫu và hơn 300 lực lượng đối ứng là tình nguyện viên và giáo viên trên địa bàn với sự hướng dẫn từ lực lượng cán bộ y tế cấp tỉnh xuống hỗ trợ địa phương.
Theo kế hoạch triển khai, đội hình lấy mẫu đợt 1 đã lấy mẫu 15% dân số huyện với 17.433 người dân, lấy mẫu gộp 10 người với 1.743 mẫu. Trong đó, xã Thuận Hòa là địa bàn có số người dân lấy mẫu sàng lọc đông nhất với 3.112 người lấy 311 mẫu. Thực hiện theo nguyên tắc lập danh sách hộ gia đình liền kề, số lượng mẫu theo từng cụm và từng tổ nhân dân tự quản, đảm bảo chia ra 10 khẩu trên một mẫu. Khi lấy mẫu sắp xếp, hướng dẫn cho các tổ đi lấy mẫu đảm bảo hiệu quả, phối hợp vận động người dân ở nhà trong khung thời gian lấy mẫu, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu và tuân thủ các khuyến cáo 5K trong suốt thời gian thực hiện. Về đối tượng được ưu tiên lấy mẫu trong đợt này bao gồm là người dân sinh sống tại các khu nhà trọ, các xóm trọ tập trung nhiều công nhân, là khu vực quanh bệnh viện, người dân tại một số chợ truyền thống và một số hộ sinh sống trong khu vực xung quanh chợ, nhân viên một số cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bách hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cắt tóc, quán ăn, nhân viên bán hàng ở cây xăng, khách sạn, nhà nghỉ và một số cơ quan có giao dịch nhiều với người dân như hiệu thuốc, ngân hàng, bưu điện, bộ phận tiếp dân. Về quy trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, đội lấy mẫu sẽ phối hợp với địa phương tổ chức lấy mẫu xong thì kịp thời vận chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang theo từng đợt thực hiện xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang sẽ trả kết quả và báo cáo thường trực cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang về kết quả xét nghiệm của từng đợt. Sau đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện An Minh sẽ tiếp tục tổ chức đưa các F0 vào khu điều trị, F1 đi cách ly tập trung theo quy định nếu có. Và theo ghi nhận của Miệt Thứ thì đến chiều tối ngày hôm nay, công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đợt 1 trên toàn địa bàn huyện An Minh đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra với sự đồng tình hợp tác từ phía người dân. Và ở phần cuối video này, Miệt Thứ mời bà con cùng nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn buông xuống tại thành phố Rạch Giá. Đây là những hình ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội TikTok mà Miệt Thứ đã cập nhật được. Cả mặt biển và bầu trời được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực. Mặt trời sắp tắt nhìn từ phía xa trông giống hệt như một quả trứng muối khổng lồ. Thành phố Rạch Giá, trung tâm hành chính của tỉnh Kiên Giang, là thành phố duy nhất ở miền Tây nằm ven biển. Cũng bởi vì thế mà Rạch Giá vô cùng nổi tiếng với những hình ảnh về hoàng hôn đẹp nao lòng người. Đến với những con đường ven biển vào chiều hoàng hôn, bạn sẽ thấy Rạch Giá đẹp tựa như một bức tranh với ánh mặt trời đỏ rực ngoài khơi xa đang dần lặn xuống biển. Chiều hoàng hôn bao trùm một khoảng không gian rộng lớn. Chỉ cần vô tình đứng ở một con đường nào đó ven biển, bạn sẽ có thể bắt gặp được rất nhiều những góc hình hoàng hôn cực siêu đấy. Mình rất thích dạo quanh Rạch Giá vào buổi chiều, cảm nhận rõ được hương vị của từng đợt gió biển. Chọn một vị trí lý tưởng nhất để có thể ngắm trọn ánh mặt trời cuối cùng của một ngày sắp tắt. Bạn Thanh Phong chia sẻ. Và chỉ cần một chiều nhàn rỗi trên chiếc xe máy lang thang ngoài phố, dạo quanh những cung đường ven biển từ lúc xế chiều cho đến hoàng hôn tắt nắng hẳn, bạn sẽ có được những phút giây cực kỳ thư giãn. Trong sương sớm bình minh, những chiếc thuyền căng bườm ra khơi để bắt đầu một ngày đánh bắt cá tôm đầy hứa hẹn. Đến xế chiều trong ánh hoàng hôn, những chiếc thuyền ấy mới quay về cập bến nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả ngoài biển xa. Đặc biệt vào những khoảng thời gian ngày hè, nơi đây lại vô cùng nhộn nhịp và đẹp hơn bao giờ hết khi những con diều với đủ loại hình thù màu sắc bắt đầu cất cánh bay lượn khắp bầu trời giữa hoàng hôn rực rỡ. Hứa hẹn sẽ mang đến một điểm check-in đầy lý tưởng của giới trẻ Rạch Giá. Chiều nay mây trắng nắng bay, chiều nay say nắng hay say lòng người Rạch Giá. Và bạn đã ngắm hoàng hôn Rạch Giá chưa? Hết dịch, chúng mình lại gặp nhau nhé! Và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh Kiên Giang đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Và dù bạn là ai và đang ở đâu,
thì ngay phút này đây, xin hãy cùng Mỹ Thứ quên đi hiện tại để tâm hồn thanh thản một chút. Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn lạnh giá như một lời chúc sức khỏe, một lời chúc may mắn đến tất cả chúng ta trong những ngày giãn cách xã hội này.